Làm được 3 việc này, phong thủy nửa đời sau tự nhiên sẽ tốt. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Hãy Sống Khác. Quý vị thân mến, con người ở mỗi giai đoạn khác nhau, tâm tính, phong thái cũng theo tuổi tác mà thay đổi rất nhiều. Từ tuổi thơ chất phác, thuần khiết đến sự nổi loạn của tuổi thiếu thời, tiếp đến là giai đoạn thanh niên ấp ủ nhiều lý tưởng cho đến thời kỳ trung niên nhiều gánh nặng ưu tư. Và khi đã đến một độ tuổi nhất định, có những gánh nặng về tư tưởng nhất định chúng ta phải học cách buông. Có như thế, phong thủy của phần đời còn lại mới tốt. Cuộc sống mới vui vẻ, hạnh phúc. Ở tuổi trung niên, làm được 3 việc này, phong thủy nửa đời còn lại sẽ tự nhiên tốt. Mời quý vị hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm nhé. 1. Buông bỏ sự trói buộc đối với con cái. Mỗi một người làm cha mẹ đều muốn chăm chút, bảo vệ cho con cái cả đời. Nhưng điều này không thiết thực. Tục ngữ có câu, con cái tự có phúc phận của con cái, cha mẹ không được vì con cái mà tình nguyện làm trâu ngựa. Nếu như cha mẹ chỉ biết một mực nuông chiều con cái, thì sự hy sinh cống hiến mù quáng đó chỉ có tác dụng làm cảm động chính mình. Còn với trẻ nhỏ, điều này vô cùng tai hại. Bởi một đứa trẻ quen với việc được cha mẹ nuông chiều bảo vệ sẽ không có cơ hội được trải nghiệm những gập ghềnh trong cuộc đời. Một đứa trẻ quen với cuộc sống sung sướng thoải mái sẽ dễ trở thành người vô dụng trong cái vòng an toàn do cha mẹ tạo ra. Với người làm cha mẹ, việc chung sống cùng con cái, suy cho cùng, cũng chỉ là một hành trình càng đi càng xuất hiện khoảng cách, càng rời xa nhau, sẽ có những lúc phải buông tay. Đến lúc đó, phải làm sao để những đứa trẻ chưa kịp lớn của mình đối mặt với những khó khăn của cuộc đời. Đến một độ tuổi nhất định, cha mẹ bắt buộc phải học cách buông bỏ những trói buộc với con cái. Như thế, chúng mới có năng lực tư duy độc lập. Bố mẹ cũng mới có thể sống những ngày không còn âu lo về thế hệ trẻ tiếp nối mình. Đương nhiên, cha mẹ cũng có thể đưa ra những lời khuyên phù hợp, dẫn dắt, định hướng, giúp con. Và tốt nhất là không nên quản lý con cái quá chặt chẽ. Nhất bắt con phải theo ý mình. Nếu không, việc này sẽ chỉ gây căng thẳng cho cả đôi bên. Không khí gia đình vì thế mà trở nên nặng nề, ảm đạm. 2. Buông bỏ được khát khao tiền bạc. Mỗi một người khi đã bước sang nửa còn lại của cuộc đời sẽ thường phát hiện ra rằng sức khỏe mới là thứ quan trọng nhất. Nhiều người có thể đã có cho mình những lý tưởng thật lớn lao, có khả năng ưu việt nổi bật hơn người. Nhưng nếu như không có sức khỏe tốt, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa. Trong xã hội cạnh tranh mãnh liệt như hiện nay, để đảm bảo cho bản thân và gia đình có một cuộc sống tốt, ai cũng phải cố gắng tăng ca, làm thêm, bán sức cho công việc. Chỉ có điều sau này, chúng ta sẽ thấy, dù tiền đã kiếm được kha khá, sự nghiệp cũng đã thành công, nhưng sức khỏe thì đã bị hao tổn đi quá nhiều. Có một câu nói đùa rằng, nửa đời người ban đầu, con người đổi sức khỏe lấy tiền bạc. Nửa đời người về sau, con người đổi tiền bạc lấy sức khỏe. Con người chúng ta thường đến một độ tuổi nhất định mới buông bỏ khát khao tiền bạc, giao lại cho những người trẻ tuổi. Thực ra, sức khỏe của bản thân thế nào, chúng ta là người hiểu hơn ai hết. Đừng đợi đến khi vào viện rồi mới hối hận và tiếc nuối. Cha mẹ khỏe mạnh cũng là niềm an ủi, hạnh phúc lớn nhất của con cái. Vì thế, khi đã ở tuổi trung niên, đừng tham công tiếc việc, đừng đặt tiền bạc lên trên hết để chấp nhận bán nốt chút sức lực cuối cùng. Sự khỏe mạnh mới thực sự là tài sản quý giá nhất của mỗi con người. 3. Buông bỏ những dằn vặt về chuyện đã qua. Có một người đàn ông nọ không may làm xước chiếc giày thể thao mới mua, vì thế mà trong lòng buồn bã mất cả tuần. Cuối tuần, những người bạn đến chơi thấy người đàn ông mặt mũi rầu rĩ liền hỏi nguyên nhân. Nghe xong lý do, những người bạn liền tỏ ra giận dữ và nói: chỉ vì một đôi giày bị xước mà mất cả tuần không vui, thế này thì sao có thể sống mà vui vẻ tận hưởng cuộc đời được. Rồi họ khuyên bảo giải thích một hồi, giúp người đàn ông tỉnh ngộ, bởi vì anh ta ngay từ đầu đã không ý thức được giá trị của hạnh phúc. Nếu như tiếp tục bị sự việc kia giày vò, niềm vui của anh ta sẽ tiếp tục bị mất giá. Người thực sự thông minh sẽ không bao giờ cho phép những chuyện đã qua giày vò bản thân. Bởi bất luận quá khứ có thế nào thì việc đã qua cũng đã qua, điều tốt đẹp vẫn đang chờ ta ở phía trước.
Rất nhiều sự việc đã xảy ra rồi sẽ không thể thay đổi. Thay vì lo lắng, buồn rầu, chỉ bằng ta hãy thản nhiên đối mặt với tất cả. Nhân sinh lên xuống là chuyện thường gặp. Những điều tốt xấu trong cuộc sống chúng ta nên đón nhận chứ không nên lảng tránh. Dù không thể thay đổi được kết cục trong quá khứ, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được thái độ của mình với những chuyện đó. Một cuộc đời đẹp giống như ta làm phép trừ vậy, nội tâm càng đơn giản lại càng nhẹ nhõm, yên bình. Quý vị thân mến, không một ai có thể tránh khỏi quy luật sinh lão bệnh tử của cuộc đời. Tuổi thanh xuân đam mê và nhiệt huyết cống hiến cho sự nghiệp cũng sẽ qua. Nhưng cuộc sống thật sự viên mãn hay không phụ thuộc vào khoảng thời gian khi chúng ta bước sang bên kia sườn dốc của cuộc đời, gạt bỏ những lo âu để tận hưởng cuộc sống quý giá với nguồn năng lượng tích cực. Nếu không có sự chuẩn bị cho riêng mình, thì sau tuổi 50, bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều rủi ro về công việc, sức khỏe, gia đình. Đời người chỉ mấy chục năm ngắn ngủi, trước khi bước sang tuổi 50, hãy rèn luyện cho bản thân một tâm thế ổn định và tuân theo cách sống, nghĩ thông, nhìn thoáng, buông bỏ. Sau đây là 10 điều ai cũng phải tích lũy để về già sống vui vẻ, càng gom nhặt sớm, càng an nhàn nhiều. 1. Tích lũy tình bạn. Bước sang ngưỡng tuổi trung niên, người ta sợ nhất chính là sự cô đơn, lẻ loi. Khi đó, bạn bè chính là đại diện cho sự giàu có của mỗi con người. Tình bạn kéo dài 20 năm là tri kỷ, tình bạn đến năm 50 tuổi lại càng trân quý hơn. Về già, người ta gặp được bạn bè sẽ thấy vui mừng tự đáy lòng, tùy tiện nói chuyện gì cũng được, chỉ cần là nói chuyện phiếm với nhau. Nhưng mấy ai có thể giữ được tình bạn sau nhiều năm như vậy? Cuộc sống phức tạp, khó kiếm được tình bạn đơn thuần để tin cậy và dựa dẫm. Một khi đã có trong tay thì phải gìn giữ bằng sự chân thành, nhân phẩm và lòng khoan dung. Nếu bạn chưa có một vài người bạn tri kỷ như vậy, thế thì hãy dùng tâm tích lũy và xây dựng mối quan hệ ngay từ lúc này. 2. Học cách buông tay. Thời gian trôi qua, bạn sẽ phải học cách buông bỏ một người nào đó, một điều gì đó hoặc một hiện thực nào đó. Buông bỏ đối với những người ở tuổi trung niên không phải là sự yếu đuối bất lực mà là thỏa hiệp. Bạn không cần phải giãy giụa trong đau khổ nữa mà hãy chọn cách tìm lối thoát cho riêng mình. Nếu bạn đã suy nghĩ một chuyện thật lâu mà vẫn rối bời như cũ thì nên chấp nhận buông bỏ. Nếu đã đi trên một con đường rất lâu mà không thấy hy vọng tươi sáng thì nên thay đổi hướng đi. Nếu tiêu chuẩn sống mà bạn kiên trì bấy lâu đã khiến bạn mệt mỏi thì nên thay đổi, buông bỏ để trái tim được bình yên, thanh thản và bắt đầu lại từ đầu với cái tôi hoàn toàn mới, chỉ cần lòng tin, dũng khí và nỗ lực. 3. Gieo mầm lương thiện. Không cần đợi đến khi giàu có mới làm việc thiện, chỉ một hành động nhỏ giúp đỡ người khốn khó trong cơn hoạn nạn cũng là gieo hạt giống lương thiện. Gieo trồng yêu thương, bạn sẽ gặt hái yêu thương. Hạt giống ấy sẽ nở hoa và hương thơm của nó không chỉ dành riêng cho người trồng mà còn có sức mạnh lan tỏa, cảm hóa cả những trái tim lạnh lẽo vô lương. Có thể người làm việc thiện không màng báo đáp, nhưng vào một thời điểm nào đó, ở một hoàn cảnh nào đó thì trời xanh tự có an bài. Phật giáo cho rằng những gì bạn đang gánh chịu bây giờ đều là do bạn đã khởi tâm động niệm mà thành. Những gì bạn có trong tương lai đều là do từng hành vi cử chỉ bây giờ tạo nên. Vậy nên, thiện lương với người khác cũng là thiện đãi với chính mình. 4. Lắng nghe âm nhạc chữa lành tâm hồn. Âm nhạc là loại trải nghiệm vô hình, có thể gây xúc cảm mạnh mẽ, khiến người nghe thay đổi về ý thức và tâm trạng. Khi lòng mệt mỏi, hãy học cách chơi một loại nhạc cụ nào đó hoặc lắng nghe vài bản nhạc hay để gột rửa tâm hồn và mở ra miền ký ức, đem đến cho bạn cảm giác bình yên. Khoa học cũng chứng minh âm nhạc là một trong những liệu pháp phục hồi hiệu quả mà những phương pháp điều trị khác có thể không làm được. Ngoài ra, bạn có thể nuôi dưỡng những sở thích khác nhau như nấu ăn, chụp ảnh hay sưu tầm để cuộc sống thêm nhiều dư vị. 5. Tránh xa hai nỗi khổ nhân gian. Đã ở trong kiếp nhân sinh, nhất định phải trải qua hai nỗi khổ. Một là nỗi khổ vì không có được, hai là khổ vì thứ tình cảm không thuộc về mình. Nỗi khổ thứ nhất được gọi là cầu bất đắc khổ. Đau khổ vì có được rồi, lại mất đi, và mong muốn mà không thể có được. Người có lòng tham, tất có khổ. Tâm không tham thì hết khổ. Không cầu tự nhiên khổ, cũng không tìm đến. Với nỗi khổ thứ hai, khi bạn đã trải qua nửa đời người thì không nên tiếp tục đau khổ vì thứ tình cảm không thuộc về mình.
Tình yêu tuổi trung niên khác với tình yêu tuổi trẻ, không mơ mộng viển vông mà cần chân thực. Có được là điều hạnh phúc, nhưng không có được cũng không nên cưỡng cầu. Thay vào đó, bạn phải gạt bỏ thứ tình cảm này ra khỏi tâm trí, dọn sạch trái tim, dành chỗ cho những điều khác xứng đáng hơn. 6. Học cách chấp nhận. Tuổi trẻ ai cũng có khát vọng và vẽ ra dự định 10 năm, 20 năm cho tương lai, rồi lại sống trong cái bóng của sự kỳ vọng. Khi những kế hoạch vẫn chưa được thực hiện hoặc thất bại, bạn cảm thấy thất vọng về bản thân và tự nhủ, lẽ ra mình nên làm thế này thế kia. Trước khi mong muốn được thực sự hạnh phúc hoặc hiểu thế nào là hạnh phúc, có một điều đơn giản mà bạn phải làm, đó là học cách chấp nhận. Có những việc mà bạn phải vượt qua để trưởng thành, vấp ngã một lần sẽ khôn hơn một lần. Có những việc bạn phải lặng lẽ chấp nhận và lãng quên, chấp nhận thời gian và năng lượng là có hạn để nhanh chóng đưa ra quyết định cho cuộc đời của mình. Thế giới luôn đổi thay, ngày hôm nay bạn có thể giỏi nhất, nhưng ngày mai vị trí đó có thể thuộc về người khác. Trưởng thành rồi, bạn không thể giống như thuở còn nhỏ, cứ gặp chuyện không như ý là vô tư khóc thật to. 7. Luôn thể hiện lòng biết ơn. Lòng biết ơn là chất keo kết nối con người với con người. Trong cuộc sống, có rất nhiều lần bạn nhận được sự giúp đỡ của người khác. Dù là người lạ hay người quen thì bạn vẫn mang ơn của họ. Thể hiện lòng biết ơn là cách để chúng ta trân quý những gì đang có, để sống tích cực, vui vẻ và luôn giữ được tâm an, đón nhận mọi điều xảy đến. 8. Giữ lửa yêu trong công việc. Công việc là thước đo trí tuệ và năng lực của một người trưởng thành để bộc lộ giá trị cũng như thành tựu của bản thân. Những người yêu công việc thường là những người thành công, có địa vị và quyền lực xã hội. 9. Không ngừng học tập. Muốn trở thành một người có trí tuệ uyên bác và cuộc sống khá giả những năm 50 tuổi thì ngay từ bây giờ bạn phải chăm chỉ học tập và rèn luyện. Việc học không bao giờ là muộn với bất kỳ ai, ở độ tuổi nào. Đừng tự cho mình là giỏi mà lười biếng và bảo thủ. Rõ ràng, những doanh nhân hàng đầu thế giới dù đã 50-60 tuổi vẫn duy trì thói quen đọc sách vài giờ mỗi ngày. Đọc sách là cách đơn giản nhất dẫn đến con đường trí tuệ. Mỗi năm, hãy quy định bản thân phải đọc ít nhất 30 cuốn sách. 10. Hưởng thụ việc vận động. Đã bao giờ bạn nhìn thấy một ai đó ngoài 50 tuổi và thầm nghĩ mình cũng muốn trông giống như thế khi ở tuổi đó? Nguyên nhân phổ biến kéo theo hầu hết các loại bệnh tật chính là lười vận động, không tập luyện thể dục thể thao. Nếu không tích cực vận động và duy trì lối sống lành mạnh, bạn sẽ cảm nhận rõ ràng dung mạo, tinh thần cũng như sức khỏe của bản thân suy giảm dần theo thời gian. Chú ý đến việc tập luyện thường xuyên để tránh nguy cơ tiềm ẩn bệnh khi bước sang giai đoạn cao tuổi. Chỉ cần 10 phút tập thể dục mỗi ngày cũng giúp não bộ giải phóng thêm nhiều endorphin, kích thích tâm trạng vui vẻ, sảng khoái và cải thiện chất lượng sống.